Xin chào tất cả các bạn nha. Như ở chỗ mình đêm hôm qua thì mưa rào, nên là như ngày xưa ông bà ta bảo là mưa rào đầu mùa đêm thì sáng mai thì sẽ có rất nhiều cá rô ta rạch. Nên là hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi xem có được kiếm được bữa rô ta nào không các bạn nhé. Các bạn cùng đi theo mình nào. Đấy các bạn thấy đây, mình mới đi là lúc 7 giờ sáng mà các bạn nhìn này, đã có rất nhiều rô rạch ở đây rồi. Ui nhiều thế, để chú nhặt cho. Nào. Vâng, chú nhặt đi. Chậm đấy. Ui giời, to chưa? Đấy, các bạn thấy cá rô to chưa? To và rất ngon nha các bạn nha. Đấy đấy, đấy, nhìn thấy chưa? Có được ba con rồi các bạn ạ. Đây này, đấy, có nhìn thấy chưa? Rô đấy. Đấy, các bạn thấy không? Rô đồng ở chỗ mình nhé các bạn. Đây có con nữa này chú ơi. Ở đây. Con này to quá. Con này to chứ các bạn ơi. Bắt được cũng một lúc mà đã được 5 con rồi các bạn ạ. Đây, đây, cháu nhìn thấy con này chưa? Đây các bạn ơi, nó đang rạch nè. Đấy, các bạn nhìn thấy nó ra chưa? Để chú bảo chú nhặt thôi. Vâng. Đừng đi vậy. Đấy. Hai ba con này. Này nữa này. Đúng chỗ đồng này thì mình không đi sớm vào buổi sáng thì nó sẽ rạch rất nhanh và có thể ra mương, ra sông các bạn nhé. Ấy, nhìn ngon chưa? Nên mình phải đi nhanh để bắt được nhiều như thế này. Đấy các bạn thấy chưa? Được như này là được một nồi canh rau ngót đấy các bạn ạ. Đi theo chú, đi. Các bạn ơi, đây, ở đây có vài con này các bạn ơi. Đấy, cá đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Được bữa lâu rồi. Đấy. Về tối bảo mẹ cháu nấu mì cho cả nhà ăn được đấy. Vâng. Ui đấy nữa này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy. Con này to quá. Đây nữa chú ơi. Các bạn biết vì sao mà ở trong ruộng nhà mình lại có nhiều cá rô ta thế không các bạn? Nguyên nhân chính là do ở ao nhà mình nó rạch lên đây, khi trời mưa rào thì nó rạch lên và nó sẽ rạch vào ruộng nhà mình. Đấy, các bạn thấy đây, như các ao khác nếu mà không làm lâu năm thì sẽ không có cá rô đồng như thế nhà mình không. Nhà này nhà mình làm được 10 đến 15 năm rồi các bạn. Nên là nó mới rạch lên như thế này. Đấy các bạn. Đây các bạn thấy chưa? Đấy, đây là cá rô này. Có, ở đây có cá. Vâng ạ, chú ra đây bắt này, có ở đây có nhiều cá lắm. Đây ạ. Đấy, đấy, một con nữa các bạn ạ. Đây này các bạn ơi. À đây nữa. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Cái gì
đi dọc lên thì cũng có nước đấy, đây đi. Ôi chú ơi, đây nhiều lắm. Đi đây này. Chưa. Đấy. Hết rồi đấy. Vâng. Đi. Thì mình cả chúng mình sẽ đi ra một vòng nữa xem là còn con nào không các bạn nhá. Đây các bạn thấy đây, ở chỗ góc này thì ở nhà mình thì bờ nó cao nên là cá rô đồng sẽ không rạch được nên cao như thế này. Nên mình nghĩ ở trong ruộng này nhà mình không có đâu các bạn. Thì các bạn cùng theo mình đi xem tổng hôm nay mình và chúng mình bắt được bao nhiêu con cá rô ta nhé các bạn nhá. Các bạn cùng đi theo mình nào. Đây các bạn ơi, đây là tổng kết của lượt chuyến đi này của mình và chúng mình nữa các bạn nhá. Đấy các bạn thấy chưa, đấy toàn rô ta to các bạn. Như này thì nhà mình phải nấu được một nồi canh to cá rô ta đấy các bạn. Cái này thì nấu mì thì các bạn cứ thử nghĩ thêm, cái này nấu mì nọc xương này thì ngon thôi rồi các bạn. Thì mình chỉ nói đến đây thôi. Tạm biệt các bạn ở video tiếp theo nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Tạm biệt các bạn ở video tiếp theo.